Vấn đề thứ hai, nhà báo Hồng Anh có nêu về tiêm mũi 3, thì xin phép được báo cáo thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tính đến hết ngày hôm qua, ngày 1 tháng 12, thì Bộ Y tế đã tổ chức tiêm chủng cho hơn 125 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, độ tuổi trên 18 đã có hơn 94% người được tiêm ít nhất một liều vaccine và gần 68% người tiêm đủ 2 liều vaccine. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiêm đủ 2 mũi cho khoảng 80-90% số người trên 18 tuổi trên địa bàn. Việc tiêm đủ liều cơ bản rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 nên cần được ưu tiên cách tối đa. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của nước, ngày 1 tháng 12 2021, Bộ Y tế đã gửi công văn số 10225/BT/TP về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản, và nhắc lại cụ thể nhiều nhất hạn vaccine phòng COVID-19 sẽ được tiêm cho đối tượng đối tượng nhóm từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhân viên y tế loại vaccine dùng cho tiêm liều nhắc lại nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine công nghệ mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine bằng công nghệ mRNA hoặc vaccine vector, như vaccine của hãng AstraZeneca. Thời gian tiêm mũi nhé, tức là ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc là liều bổ sung. Vaccine sử dụng để tiêm liều bổ sung và tức là các vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt đều là vaccine để tiêm bổ sung và tức là theo hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Báo cáo với các đồng chí cũng dự kiến hết năm nay thì chúng ta có theo đồng với tổng số các đơn vị các hàng với khoảng 200 triệu liều, và hiện tại theo chỉ đạo của Thủ tướng thì Bộ Y tế đã đang đàm phán với các công ty các đối tác, sắp tới sẽ tiếp tục vaccine cho Việt Nam, trong đó đặc biệt là Pfizer và hãng AstraZeneca. Và chúng tôi cho rằng chúng ta phần nhiều sẽ đủ để tiêm vaccine nhắc lại tăng cường trong tháng tới.